Tôi biết có nhiều bạn đang ngồi trước màn hình có thói quen không ăn sáng. Nhưng nếu bạn ăn sáng thường xuyên sẽ giảm được nguy cơ các loại bệnh, đặc biệt như bệnh tiểu đường và bệnh béo phì. Chỉ còn 15 phút cho một buổi sáng dinh dưỡng với trứng, hồng đào và sandwich. Để thực hiện món ăn này, tôi chọn nguyên liệu chính là trứng gà. Đầu tiên là bắt một nồi nước sôi, sôi lên ở nhiệt độ sôi bùng lên. Tôi sẽ dùng whisk quấy đều, sau đó cho trứng gà vào. Sôi có nước chỉ tạo cho lòng đỏ nằm gọn lại bên trong. Và thời gian luộc là 4 phút. Thì trong thời gian luộc trứng thì tôi chuẩn bị sốt. Tôi sẽ dùng lòng đỏ trứng gà cho một miếng bơ, đánh sốt trứng gà. Thời gian để chờ bơ nó tan mình có thể làm sandwich. Tôi sẽ tạo hình cho thiệt đẹp. Sốt thì sẽ đánh cách thủy, trứng gà sẽ đánh cách thủy để chế chín trứng gà. Rồi lúc đó tôi sẽ cho miếng bơ vào. Bơ cũng là một chất giúp cho cái sốt thêm đặc biệt để tạo được cái màu sốt này. Xong mà thành phần sốt thì tôi để qua một bên. Tiếp theo là ra bó xôi, tôi lặt những lá nhỏ để lấy được trang trí món ăn nó đặc sắc hơn. 4 phút đã xong, tôi sẽ cho trứng ra và sẽ ngâm đá, khỏi để chín trứng nhiều hơn. Là sẽ bóc trứng gà ra. Đây là xong phần trứng gà lòng đào. Bước tiếp theo là chiên bacon. Cho nhiệt độ chảo nóng lên để chiên sẽ làm cái độ bacon sẽ giòn hơn, tạo lên cái mùi thơm hơn. Nhớ là đảo đều để khỏi làm cháy hay là màu sắc không được đẹp của bacon. Tôi sẽ cho thêm cà chua bi, lấy nước dầu của bacon để chiên cà chua để tạo lên cái vị mặn của cà chua khi ăn. Cuối cùng là tôi sẽ cho một ít đậu và thêm một chút rượu để tạo lên cái màu sắc hài hòa và thơm, cái độ thơm của cái rượu. Cho ít hành tím để xào hành tím lên để cho nó có vị thơm và bó xôi. Cho sao rồi chúng ta nêm một ít muối. Cuối cùng là bạn cho ra ngoài qua một cái lược để lược bớt nước, cho một cái khuôn đặt nó bó xôi vào bên trong. Tiếp theo đó là một lớp sandwich sốt trứng gà. Còn vị trí của tôi là nó kèm theo cà chua, màu sắc, đậu để ăn đủ một buổi sáng đơn giản, nhanh gọn và nhiều chất dinh dưỡng. Tôi muốn đặc sắc hơn cho một ít decor. Cuối cùng là cho một ít muối, một chút tiêu. Xong món ăn sáng nhanh gọn với trứng gà ba hôn.